Rồi, hello, xin chào cả nhà. Nam đang xuống để lấy xe đi một vòng và đi xem mấy căn nhà. Mình đang có ý định chuyển văn phòng ra ngoài. Tức là ở đây thì mình đang có hai cái văn phòng ở trong khu Vinhome này. Nhưng mà mới mong muốn và mục tiêu của 2022 đó là mở rộng văn phòng, mở rộng đội ngũ nhân sự, rồi nâng cấp cho nó chuyên nghiệp hơn nữa. Thế thì mình ra ngoài thuê những cái văn phòng mới, và bây giờ này chúng ta sẽ đi xem một cái khu biệt thự. Mình sẽ thấy nó rất là phù hợp. Nhà trống hả anh? Vâng, là nhà trống à. Đây nó là cái căn nào nhỉ anh nhỉ? Đây là căn thang máy. Vâng. Có cả thang máy. Vâng, cái này có cả thang máy. Các phòng nó có điều hòa hết không anh? Cái này thì điều hòa hiện tại giờ mới có lắp có 2 cái, sau này họ lắp thêm. Mình thuê thì họ sẽ lắp. Nhưng thêm. Nếu mà mình thuê là có lắp với đúng không? Dạ. Mình thuê là họ có lắp chứ đúng không? Vâng, có lắp. Đâu nhỉ? Căn shop house nó là cái căn căn nào ta? Căn cảm ơn nhé. Hết rồi. Đây căn này đây. Đây hả? Vâng. À. Ok, thế cho nên đi xem từng tầng nhé anh ạ. Cho mấy anh em đi xem luôn là xem có hợp không. Nhưng một người xem là không nhận định được. Đấy, tầng 4 đấy. Mình chắc là chuyên cho thuê trong này cho anh. Hay là khắp Sài Gòn luôn. Em chuyên khu này ạ. Em bán chuyên về sản phẩm của Novaland. Cả khu này, tất cả dự án luôn. Vâng, thường thì em bán chuyển nhượng với thuê ở trong khu này. Những dự án mới thì bên em bán là những dự án khác cho khác. Lên tầng 4, hiện lầu 5. Vâng. Đây, một sàn 5 tầng hả anh? Vâng, đây là bếp trên lầu này. Bếp trên cùng. Nhỏ thế nhỉ? Cái này cái sàn này diện tích là bao nhiêu anh? Nếu tổng sàn thì là 75 mét vuông rồi. 75 mét. Dạ. Từng tầng là 75 mét luôn. Vâng. Cái tầng lửng nó nhỏ hơn. Thế căn này khá chật chứ không có rộng đâu. Ok. Hơi nhỏ nhỉ, nhỏ xíu. Đi bộ xuống luôn được không? Được rồi. Ôi giời ơi. cái cầu thang đây làm tạm như thế nào? Sợ thật. Thế cả căn đấy. Thế này là hẹp, nó có nhiều căn rộng hơn đúng không anh? Ở đây thường diện tích căn phòng là dưới 5x20 thôi ạ. Dạ. Nhà phố thì nó thiết kế kiểu khác một xíu. Em thấy xem trên hình mà thấy nhiều căn chụp rộng lắm à? Dạ. Em xem thấy trên hình ấy, thấy chụp rộng lắm.
rồi à, thử xuống xem nào. Đây là bố trí phòng đúng không? Bố trí đầy đảo á, phòng làm việc ở dưới. Rồi à, mình đi xem mấy căn tất cả anh? Cũng cầm chìa khóa là cũng 3-4 căn nữa. Rồi đây trống hơn này. Shop house. Đây là cả dãy này với dãy bên kia là thiết kế là giống nhau luôn. Vâng, chi phí quá không là biết tầng nào đi thì tầng nào có thể. Đây là rộng hơn. Ở dưới nó cũng thế này hả anh? Dưới nó là tầng tầng lửng đó. À. C5 thôi. Dạ. Thì cái đấy có thể nó thoáng hơn. Xong mình cứ đi xem luôn anh. Vâng. À, đây tầng lửng. Căn này nó theo kiểu chấp trứng nhỉ. Chơi thang máy. Ôi trên kia là chưa thấy cái nhà vệ sinh nào luôn đấy. À thế ạ. Đây đúng thiết kế để cho thuê nhưng mà thiết kế để ở. Đồ rất bình thường. Này cái thang cũng rất tạm luôn đấy. Đúng đây nó là cái thang bằng bê tông nhưng mà chủ nhà lại bỏ đi bằng cái thang này. À. Đằng sau. À, chắc đi xem căn khác đi anh đi. Vâng. Xem mấy căn nào hợp. Căn này có vẻ chật. Ở đây cái tỷ lệ người ta ở nhiều chưa anh? Được hơn 60% rồi. À. Vâng. Còn lại là chắc người ta chưa về hay là chưa cho thuê được anh? Họ chưa về ấy. À. Dạ. Em thấy ở đây về cũng lâu lắm rồi chứ đúng không? Cái khu này ấy. Có năm ngoái với năm nay là cư dân họ về đông, chứ mấy năm trước thì họ chưa về đông. Dạ. À. Đi đi. Mình đi bên nào? Đi vào bên nào. À ok. Xem trong này quán ăn quán uống nó như thế nào ta. Công ty kiểm định kỹ thuật an toàn dầu khí. Bên này nó vẻ rộng rãi hơn này. Căn này à. Cái nhà trống đúng không anh? Dạ, này cũng hoàn thiện cơ bản. À. Cái này là nhà phố anh nha. À. Này trước họ cũng làm văn phòng. Chưa, à, tức là đã từng có người thuê rồi đúng không anh? Họ mới trả nhà qua. À. Trước là người ta làm cái gì đây? Làm văn phòng, làm văn phòng bất động sản. À. Lên trên xem nhé. Wow. Đây nó có mấy tầng đây? À. Cái này chắc là nhà làm anh hay là bên bất động sản họ làm? Cái này nhà làm. Mà họ đang bỏ trước một sao. À. Rộng rãi hơn.
bố trí thoáng hơn căn bên kia, căn bên kia bí hơn. À, nhà trống đồ cơ bản đúng không? Trở lên tí nữa đi xem mấy căn mà nó có nội thất nữa nha anh nhá. Có mấy bên mình có. Anh có một căn có nội thất nữa. Cái căn đấy để xíu anh có khác nhỉ? Quán ba thì à. À. Cái gì cái quán mấy lần kia được. Vâng vâng. Hỏi chú qua tới chưa? Vâng. Trên này bắt đầu nhỏ dần nhỉ. Cái mẫu này thì bên trên nó nhỏ. À. Vâng. Em đến thăm coi căn kia thì nó mẫu cái quán hơn. À. Đây là ra ngoài được đúng không? Vâng. Ở bên này nó là cái chung cư gì ta? Cái đấy chung cư của khu chung cư Thủ Thiêm á. À. Ngày xưa em ở ngay bên này. Cái ngoài chỗ thằng Park Spring. Park Spring hả? Đúng không? Em hiện tại em đang ở bên đó. À thế hả? Vâng. Trước em ở xong đến cuối 2018 là sang Vinhome. Dạ. Yeah. Ngắm mãi sang bên này. Tầm này cái căn này thì giá được khoảng bao nhiêu anh? Như căn này thì bây giờ giá nó khoảng tầm 15 tỷ rưỡi. 15 tỷ rưỡi. Nhưng mà thời điểm cách đó, lúc nó mới bán là cỡ khoảng 6 tỷ à? Ôi thế ngon nhỉ. Thông thường mua mấy gì ăn mới họ lời như vậy không ha. Tại thanh toán theo tiến độ á. Nhưng mà nếu mua trả góp thì tầm này cũng nó cũng lên, nó cũng phải thành đến 8 tỷ nhỉ. Vâng. Nhưng mà tăng được gấp đôi nhỉ? Gần gấp đôi. Đây thì tăng gấp đôi hết rồi. Yeah. Tại vì thường họ mua trả góp là mấy năm đầu là chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất hết rồi. Yeah. Hỗ trợ mấy năm đầu. Ở đây trả trong này mà dịch nó cũng vẫn lên giá bình thường. Tại vì giờ sau những đợt dịch thì cư dân lại đổ về khu này lại nhiều. Đúng rồi. Sợ chỗ đông người thì đúng không? Vâng, sợ chỗ đông người. Ngày 3 năm mà tăng lên được khoảng 8 tỷ. Mỗi một năm trung bình khoảng hơn 2 tỷ. Yeah. Làm kinh doanh để dư ra được hơn 2 tỷ là cũng bạc mặt đấy. Vâng. Bên em đang thuê bên Vinhome đến năm nay là năm thứ mấy rồi? 2018, 3 năm rồi. Yeah. Thường là mình làm đi, mình cứ thấy nó hợp hợp mình làm, nhưng mà ít nhất thì nó cũng phải tính bằng năm. Vâng. Chứ không có ai vừa đi thì thuê. Ở trong này thì thuê họ cũng ký ít nhất là 1 năm. Vâng, đúng rồi. Nó mới ổn định được chứ. Yeah. Vài tháng làm sao mà vài tháng thì mình rất công chuyện. Đúng rồi. Tốn thời gian lắm. Còn cọc kiếc nữa. Vâng. Thường đòi lại nhà là người ta đâu có trả lại cọc đâu. Mình thường khi mà mình trả trước, mình bỏ trước ấy. Trước thời hạn thì họ không có trả cọc nữa. Kể cả đúng thời hạn thì người ta cũng bảo là 1 tháng trả cho môi giới rồi. Nếu mà có trả thì trả cho câu 1 tháng. Nhưng mà trong này mà nếu mà mình đúng thời hạn là họ trả lại cho mình á. Trả đủ luôn đấy hả? Vâng, họ trả đủ. Trừ khi mà mình ở mà nó hư hỏng nhiều quá đấy. À, cái hư hỏng thì mình phải sửa rồi. Khách phải sửa thôi. Chứ ở đây họ có tiền cọc, họ giữ lập niềm tin ha. À. Ôi em gặp mấy ông chủ nhà khoai lắm. Thế là 1 tháng là trả cho môi giới rồi, trừ phéng luôn. Thế là khách phải chịu. Xong trả cho được à. Bình thường chủ em làm nhiều khi mà lắm chủ nhà mình trả trước hạn mà họ vẫn trả cọc bình thường á. À, đấy tốt bụng nhỉ. Yeah. Nhà mình chắc trước là ở đây hả chú? Thế đi vòng vòng đi xem. Yeah. Sạch sẽ nhất căn này nhỉ. Tại nhà ở lên trên xem. Vâng, lên trên.
lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a shine. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were. Cái căn này đi đâu dày. Nhà bụi nhỉ, nhà bụi của anh em. Chắc lâu rồi không. Khu này mà đông người về ở là hợp lý nhỉ? Yeah. Lên trên ngắm đi. Cảm ơn hai anh em nhé. Dạ, dạ, không có gì thì về tự nhắn vâng, nhé. Dạ, dạ.